Kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC16. Thưa quý vị, sang ngày hôm nay thì Bắc Bộ chỉ còn có mưa nhỏ và mưa phùn về đêm và sáng, trong ngày trời nắng. Nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng từ 21 cho tới 24 độ. Sang đến ngày mai thì trời có nắng nhiều hơn, nhiệt độ vì thế cũng tăng nhẹ, trời chỉ có rét về đêm và sáng. Dự báo xa hơn, từ đêm ngày 20 thì một đợt không khí lạnh mạnh tăng cường có cường độ mạnh sẽ tiếp tục di chuyển xuống nước ta. Do vậy mà ảnh hưởng của không khí lạnh nên trời sẽ có mưa nhỏ trở lại, nền nhiệt độ giảm sâu, trời chuyển rét đậm, vùng núi rét hại. Quá trình không khí lạnh tăng cường cũng khiến cho mưa tại khu vực miền Trung gia tăng, chủ yếu là tập trung ở khu vực Bắc Trung Bộ, nhưng lượng mưa nhỏ và tập trung vào đêm và sáng. Ban ngày các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho tới Hà Tĩnh thì trời rét và nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 23 cho tới 24 độ. Khu vực các tỉnh từ Quảng Bình trở xuống đến Quảng Ngãi thì trưa chiều trời có nắng và nền nhiệt độ tăng lên ngưỡng là 25 cho tới 28 độ. Các tỉnh còn lại từ Phú Yên trở vào đến Bình Thuận thời tiết ổn định, ít mưa, ban ngày có nắng sớm hơn và nhiệt độ trưa chiều sẽ dao động trong khoảng từ 28 cho tới 31 độ. Dự báo trong những ngày tới thì nhiệt độ tại khu vực miền Trung cũng tăng dần, sau đó từ ngày 22 tháng 1 không khí lạnh tràn xuống, Trung Bộ sẽ có mưa dông trở lại. Ở phía Nam, khu vực Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ vẫn duy trì kiểu thời tiết đặc trưng của mùa khô, ban ngày có nắng từ sớm và nền nhiệt độ trưa chiều ổn định. Tại khu vực Tây Nguyên sẽ dao động trong khoảng từ 27 cho tới 30 độ và Nam Bộ là từ 31 cho tới 34 độ. Thời tiết diễn biến bất thường là điều kiện thuận lợi cho bệnh đốm đen trên xoài phát sinh và gây hại. Bệnh xảy ra trên lá, trái và chồi non. Đầu tiên là những đốm bệnh có màu nâu đen nhỏ xuất hiện trên lá, trái. Sau đó thì chúng sẽ lớn dần lên. Các vết bệnh có thể nối liền lại với nhau và trở thành những vết loét lớn hình dạng bất định và cuối cùng là tạo thành một vùng trũng xuống so với bề mặt lá. Những vết bệnh ở trên những chồi non và trái thì thường là những vết nứt dọc có màu nâu đen, đôi khi thì có nhựa chảy ra từ những vết nứt đó. Nếu như bệnh xảy ra ở trên cây con trong vườn ươm thì khả năng lây lan của bệnh rất nhanh chóng và làm cho chết cây. Bà con cần chủ động các biện pháp phòng trị bệnh cho cây cụ thể như sau. Đối với những bộ phận bị bệnh thì bà con cần phải cắt chồi và cả những cành bị nhiễm bệnh và được mang ra khỏi vườn đem đi tiêu hủy. Vệ sinh vườn sạch sẽ, thông thoáng, tránh ẩm độ cao tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh phát triển. Hạn chế việc gây thương tích cho cây, đặc biệt là trong mùa mưa, để ngăn chặn sự xâm nhiễm của vi khuẩn gây bệnh vào trong cây. Phun các loại thuốc gốc đồng ngay sau khi thấy bệnh bắt đầu xuất hiện, đặc biệt chú ý là sau các trận mưa bão lớn có tác dụng phòng ngừa bệnh cho cây. Và như thường lệ, trong phần thời lượng cuối của chương trình sẽ là những thông tin thời tiết cụ thể cho các vùng vào ngày hôm nay.